I cannot do that here. Hello everybody and welcome back to Surfing Tiger in Diablo 4 Season 1. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Surfing Tiger trong phần chơi Diablo 4 cùng với Truix. Hello. Chúng ta sẽ chuẩn bị đi farm cùng với bé gấu. Thì không còn là gấu nữa mà là biết bé gì nữa luôn, bé cọp cosplay bé gấu. Hello. Giờ farm mấy cái kia đi không có được sử dụng cái này rồi. Warrior 3 để chúng ta chỉ có xài trò chơi thôi. Hello. Tại vậy không có luôn ta. Rồi và thông tin mới nhất thì sau này chúng ta sẽ không cần lo đến cái chuyện renown nữa ha. Từ season 2 trở đi là renown á, là sẽ tính chung hết luôn, không bắt buộc phải làm lại renown. Họ chưa làm xong renown nữa, nó quay về Warrior 3 đi renown nó xong nữa rồi. Renown thiệt luôn. Đi vậy cho nhanh. Còn đâu nữa. Aoza. Rồi, ao ra trước đi. Run hole. Waypoint. Backwater. Đi xử lý công chuyện. Cái này có để thêm điểm kia thôi. Sao quay lại đi farm, đố các bạn biết luôn á. Đố các bạn vì sao chúng ta lại quay lại đây. Gathering Legion 4 phút nữa. Biết có ai đi không ta. Để mình qua World Theater 4 cái. Tự dưng chuyển đổi tới lui. Quá.
Như có veo crystal nữa. Hả? Phải luôn, phải luôn. Tốt được có 5 lần. Mình nhớ nhiều hơn mà. 15 lần hay gì á. Hello. Đốt 15 lần lên chuẩn bị experience. Chờ. Rồi, 15 lần là maximum. Không đốt được nữa, chuẩn bị đứt thuốc. Hello, chào các bạn. Hello. Cũng không nhiều người đi khu nữa. Cái giáp đá đâu lại vậy? Chưa chạy bộ tới được nữa, người ta đã quất xong rồi. Hài ghê luôn. Ok,
mạnh chứ bộ. Đi đánh mấy con quái nhỏ nhỏ này cũng không có vấn đề gì. Nó lắm mới quay lại đây vì bây giờ các bạn thấy rồi đó. D3 đang căng quá ha. D3 bây giờ cứ lắc hoài. Biết nè. À, chơi D4 đi. Để đảm bảo. Ok, cảm ơn bạn. Rồi và có gì vậy? Deflecting barrier. Ancestral. Landline. Lightning storm. Critical. Okay, thank you. Tám chục hết chỗ nha, còn có 7 chỗ thôi à. Rồi, cảm ơn bạn nhiều. Ất tình bưng quất, này là hàng ở bên đó hả? Giờ muốn đi cũng phải vô dọn đồ cái đã. Có người kéo thiệt khỏe. Chuẩn bị vô coi dọn hết cái mớ này nữa nè. Là đi ké để hưởng sái thôi chứ gì hết. Udder cave.
Thiệt quá. Đi chung với chủ tịch luôn. Đâu rồi, chủ tịch bay đâu rồi? Teleport rồi. Udakay thành đâu ta? Đó, cái Nightmare Dungeon không bấm. Bây giờ hết biết nằm đâu luôn. Chúc mừng bạn. Ruiz không. Season này đúng là season của Ruiz luôn á. Đừng thôi. Chuyện gì đã xảy ra? Hi, yay! Chúc mừng bạn. Disconnect from server. Chúc mừng. Rồi, chúc mừng. Nó nói là hả? À, tự xử đi đó. Tự xử đi. Này thì kéo hả? Tự xử đi. Nó kéo vậy đó. Tự xử nha. Hài quá. Biết có bị nữa không đây? Kéo hả? Ai cho kéo? Là vô được không? Thăm. Bum. Chúc mừng. Không làm được gì hết á. Nãy là vô ăn ngay cái CC của con Butcher luôn á. Subterranean Natural Savage. Ta chỉ việc chạy theo thôi ha. Thằng là rui hết bệnh băng quốc không vậy? Ovala 100 hả? 100 luôn. Mạnh chứ. Cái này 100 mà. Mấy cái con Hornet kìa, con nó bắn chốc chốc chiếu chiếu. Đó thấy không? Chốc chốc chiếu chiếu đi luôn. Đi hồi sinh hoài luôn á. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Rồi tới nữa rồi, tới nữa rồi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Con gì bự quá. Nó tông cái đi luôn rồi. Như đứng ở đâu cũng được hưởng kinh nghiệm hết á. Cho nên không có cần phải lại sát quá. Lại sát quá dằn miễn. Uống sao nữa?
Đó 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 đó, con nhỏ này hơi đụng vô mình cái hơi là mình cũng đi luôn nè, thấy không? Nó thấy không? Up Ancestral. Tôi đang cần cây Kron kìa. Ancestral si nhê gì? Cây hết. Ý, có gì trên đó kìa. You have done well. Đáng rồi. Có giáp rồi, sống lắm. Nè, tăng luôn. Không sợ. Có giáp rồi. Giáp bảo vệ. Cái gì vậy? Osborn. Đứng đây cho nổ luôn. Ghê chưa? À, hết rồi nha, hết rồi nha. Hết xung được rồi. Hết xung được rồi. Presser. Đây là kêu à. Ta kêu à, hổ báo trường mẫu giáo thôi. Ui 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 ui. Đây hết tiếp. Rác hơi bị nhiều rồi đó. Ghê. Hello. Ancestral. Tạo hiệu ứng và có màu nghe coi. Ơ còn đẩy nó ra đây nữa. Sợ luôn. Chỉ tạo hiệu ứng và có màu thôi. Thun đồ. Druid với 1-3 như Barbarian hả? Không phải Barbarian. Đồ này giờ không biết lấy gì luôn á thiệt. Không xài cây Kron. Ok ghê à. Thì nó cũng có cái build không xài Kron á. Rồi có những người xài không xài Kron và chơi giống giống như cái build Pop Shield này luôn nè. Đồ nhiều quá coi mệt luôn á. Is ready for whatever. I can break a doll. And Paul, hello. Moonlight Constellation, hello.
Giờ tới đây thật sự thì mình cũng chưa xác định được là mình chơi cái gì. Em tin Lionheart. Có phải đi qua K-Mac mới được. Mới qua khi Overshot mới xài vịt được mấy cái trái hurt này. Nó hơi bất tiện ha. Chỉ mong kiếm được cái Kron và Tempest Roar thôi. Ôi, vô build. Hai cái đó là hai cái mà mòn mỏi nhất đó các bạn. Tempest Roar là còn hiếm hơn cái Kron nữa. Còn ai mà đang tự hỏi Uber Unix kiểu như Harley Quinn Crash rồi gì này nọ thì các bạn đừng suy nghĩ ha. Tại vì cái đó là người ta làm tỷ lệ là bạn sẽ phải chơi trong vòng 10 năm mà chơi mỗi ngày ít nhất phải 8 tiếng và đảm bảo rằng là bạn cũng sẽ chưa có tìm được cái món đó nữa. Nghe hết hồn chưa? Chơi trong vòng 10 năm mỗi ngày ít nhất 8 tiếng mà đảm bảo bạn vẫn chưa tìm được. Nếu cái tỷ lệ của bạn là xui đến mức độ đó ha. Còn biết đâu đó nó vẫn xuất hiện trước. Tại vì người ta làm toán, người ta tính toán á, cái tỷ lệ xuất hiện của cái món đồ đó là 0,00000 cỡ 5-6 số 0 gì đó. Nó mới tới những cái con số đằng sau. Cái này đáng lẽ ra là những người mà chơi một ngày 8 tiếng á, là cái khả năng tìm được những cái món Uber Unique rất là cao. Nhưng mà không có là biết rồi đó. Rồi disconnected tiếp. Vui quá đi. Thiệt là vui quá đi mà. Còn có thuyết âm mưu nữa chứ bọn. Có nhiều thuyết âm mưu nữa. Thuyết âm mưu nghe cũng thú vị lắm. Thuyết âm mưu nói là... Chờ xíu. Thuyết âm mưu nói là... Đối với thuyết âm mưu thì thuyết âm mưu nói là mỗi một tháng bên hãng chỉ cho phép xuất hiện một cái xuất hiện mỗi món đồ chỉ một lần duy nhất hoặc là một cái số lượng giới hạn nào đó thôi, không có cho xuất hiện quá nhiều ha. Nghĩa là một tháng là chỉ có bao nhiêu người tìm được cái món đồ gì đó thôi. Rồi sau đó là không ai tìm được nữa hết. Đó là thuyết âm mưu ha. Travel unavailable. Ủa vậy là đi chưa vậy? Chưa đi hả? Này là người ta nói trên mạng á. Travel unavailable. Đang good night hả? Good night là sao? G-night. G-night là sao? Good night. Hết hiểu luôn. Rồi, nghi lắm. Chắc chuẩn bị nó tiễn ra ngoài nữa rồi. Trông gai quá các bạn. Trông gai quá. Mới vô hít được có chút xíu kinh nghiệm mà. Chưa gì hết trơn rồi. Tiễn ra ngoài tiếp rồi. Trông gai quá. Chúc mừng. Nhìn cái màu này là biết disconnected again rồi đó.
đây 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 là những tựa game mà để kích thích người chơi có những cái social interaction nè. Đó, social interaction của chúng ta là có được màn hình load game. Hay ghê chưa? Cái social interaction của game tốt ghê chưa? Xịn luôn á. Ghét cool. Tao kiểu này mà búp mấy cái bệnh kia là mất hết. Bạn nào cũng vậy à. MANG tới khi lên cơn là chịu. Đang có nhiều người chơi. Ai hiểu rồi đó. Hiểu rồi đó. Hiểu rồi. Thôi thôi. Chúng ta tự tự lực cánh sinh thôi chứ không có cách nào hết. Này chơi nhiều người quá bị á, chơi ít người không sao đâu. Game ta thiết kế là không có được chơi nhiều người mà. Cái cool còn một cái, một đống luôn chứ, một cái nữa. Đi mở waypoint, chắc đẩy xuống Warfare 3 đi cho nhanh. Not while I'm in town. Ôi dạ. Có cái này nữa hả ta? Oh, ta chơi chiêu cái coi. Bây giờ farm ở World Theater 3 cho nhanh. Xong mình chuyển qua World Theater 4. Để mình đi lấy catch. Đi lấy cái 250. Này là kết nối nhiều người quá cho nên bị á. Em này là social à. Tính chất social là chỉ gặp mặt nhau thôi nha. Ừ, đi bật ti đông bị á. Mọi người nhìn thấy mặt nhau một cái được rồi, xong rồi chia nhau ra đi tiếp là ok, không sao hết. Chậm đi được nhưng mà chậm thì thôi, nó cũng không có hiệu quả lắm. Rồi ngồi xuống ngủ luôn. Ghê thiệt. Ai thiết kế hay quá luôn. Ôi đây là tính năng. Tính năng hay quá luôn. Ghê thiệt luôn. Thì ghê chưa. Ở đâu ra cái ghế nữa nè. Đang đánh quỷ mà hả, tự nhiên mệt quá ngồi nghỉ xíu. Ơi chờ tao ngồi nghỉ xíu nha mấy đứa, rồi chúng ta quánh tiếp.
Đúng là tính năng ghê gớm thiệt, đâu ra cái ghế đây luôn. Hiểu nói nữa, bởi vậy nhưng đang đánh cái tự nhiên mình bấm chiêu nó không xài. Cái thành ra là vô đây ngồi ghế. Ra là như vậy, giờ tôi mới hiểu. Đâu ra có cái ghế nữa. Thua luôn. Anh hùng diệt quỷ này ngộ quá, cũng phải nghỉ ngồi nghỉ chút xíu mới thở tiếp chơi được. Có tài anh hùng luôn. Vì anh hùng của chúng ta hả, thiệt là thú vị quá đi. Thám này biết tới chừng nào mới lấy được cái khét 250 ta. Thiệt luôn á, biết tới ngày tháng năm nào luôn á. Các bạn sẽ được nhìn thấy thế giới mà chúng tôi handcrafted luôn. Nghĩa là chúng tôi làm bằng tay luôn, tạo dựng một thế giới rất là tuyệt vời. Ngay cả những chi tiết nhỏ như cái ghế để người anh hùng ngồi nghỉ, người ta còn có thể suy nghĩ ra người ta gắn vô được nữa mà. Rồi con đó làm gì hay vậy? Ôi nó học thuật độn thổ. Độn thổ luôn rồi. Ghê thiệt. Bước đi này chúng tôi không ngờ tới. Sáu nãy giờ hay quá vậy ta. Có đá rớt kìa. Cứ bay đi. Năm chục. Ô, có con này nữa. Đánh về mai luôn.
Thôi qua đây đánh con này nữa nè. Về luôn được rồi đó. Rồi đi cái gì đó luôn đi. After shock. Hài chưa? Before thật là có nhiều cái rất là thú vị, không thể nào diễn tả được. Nãy giờ mình đang đi Thorman luôn hả? Hèn gì? Rampage in Webis. Mình thôi đừng đưa đó, đừng đưa chỉ làm đau lòng nhau thêm thôi chứ không có làm được cái gì hết trơn á đó, thiệt. Người thì một đống, kẻ lần không ra. Để vô đây coi có ảnh hưởng gì hay không. Đầu tiên là thấy tạm ổn. Chúng ta có coi được experience đang cộng được bao nhiêu không ta? Không biết luôn nha. Cái này là tier mấy vậy? Quick kill là tier 100. Cái ghế mà nó xuất hiện nữa thì phải nói là game này thiết kế quá tuyệt vời luôn. Poison Creeper cộng 3 luôn rồi. Ăn một cây vô trong mặt. Ôi ôi, phía sau. Lại văng miễn tiếp rồi. Oh.
Gì vậy? Hello. Không hiểu lý do vì sao luôn á. Như là đạp 7 hay gì á. Đạp cái cục đi luôn. Chắc đạp 7. À, tới nữa rồi, tới nữa rồi. Skeleto nó bắn Skeleto cái bon á, bon có bồ á, nó bắn chạy chạy chơi chơi đó. Đó là một cái con quái mà được thiết kế rất là nhiều người yêu thích. Khi bạn chưa thấy nó đã thấy bạn và bụp tiễn bạn lên đường. Mà lít nhanh kìa. I'm not ready yet. Mấy cây này không chuyển đổi thành mấy cây kia. Bum. Tiên, tiên, tiên. I must wait a moment. Đó tới nữa. Mới chọi gì qua nữa kìa. Chỉ muốn lên thống hết chút xíu thôi mà. Skinwalker. Let's put them in your form. Này nó phải có con pet lụm tiền giống như Diablo 3 thì nó đỡ ha. Rất tiếc là nó không có. Unique symbiotic. Cuối cùng cũng được tận hưởng chút xíu. Chỉ mới một chút xíu 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 thôi. You have no idea the power I wield. Okay. Retribution. Chờ xíu nha, để coi đồ một cái. Cái này cũng được. Một Grizzly Gray kìa. Symbiotic. That's the salvage. Take what's left. Okay, tiếp tục. Giờ level không quan trọng, chủ yếu là đồ thôi. Chứ level không quan trọng lắm. Mercy Rich 100.
biến vô tới nơi. Gì con đường trống dữ vậy? Crafting material. Tinh. Đó có hai con boss trống kìa. Khi có hai người á, đồ rất ít hơn nãy. Nãy đồ rất sùm hết luôn á. Biết nó cắn mình trước chứ. Mấy cái con chó trong đó thiệt. Chạy ra nó cắn mình trước. Đó, đó tới nữa kìa. Đâu ra hay vậy? Dí qua đây luôn mới ghê. Không thể nào chấp nhận được. Chạy chạy chạy. Dí qua tới đây luôn. Đứng dậy rồi đó mà nó còn chạy qua bên này nữa là không hiểu luôn nha. Distance basic skill. Nè dẫn tới cho mấy con nữa nè. Nè nè tới nữa nè, tới nữa nè, phía sau nè, phía sau. Ui. Ủa còn con nữa mà. Cái Uder đó, cái hàng Uder á là cái Emerald Chain hồi đầu nãy đi 4 người á thì cái đó thấy là tốt nhất rồi đó. Lúc mà mình chơi hồi trước mình đi coi thử thì thấy cái đó tốt nhất. Kéo đâu mà đi. Bao cũng bao vừa phải thôi. Có còn cái con này nó kéo qua đây luôn. Thôi đứng ngoài luôn đi. Game này làm mất 10 năm luôn mà. Thôi chúng ta cứ đứng đây đi. Tại vì chúng ta phải đi theo ha. Đi theo để lấy đồ. Không đi theo là không có đồ gì hết.
What happened? Why? Why? Không hiểu luôn. Đứng xa rồi đó, lụm đồ. Vì một lý do gì đó, chúng ta lại được nằm xuống một lần nữa. Không biết vì lý do gì luôn. Calm Breeze, Wind Shear, Fully Restore Spirit. Cái đó cũng chẳng ai sạc. Attack Speed, Overpower, Lucky Hit. Nói chung season này nếu mà được á thì chúng ta sẽ có Werewolf ha. Werewolf còn xa quá. Thiệt là xa lắm luôn á. Werebear skill. Bằng đồ Ancestral không? Cũng đỡ. Ok. Dark days upon us. You need a proper weapon. Đi về cất đồ chứ. Nhấn lên xài đỡ luôn. Dục thì nó ổn. Calm Breeze. Mình đỡ đây đi. Trước khi season kết thúc á, là phải vô xử lý hết cái mớ đồ đó ha. Không xử lý cái mớ đồ nó không có được đâu. Đồ nhiều quá. Đồ này mà các bạn để kết thúc season á, các bạn ngồi dọn đá luôn á. Xuống đây. Mà bên này á, thật sự nếu đã chơi xác định rồi á, cách tốt nhất á là bạn chỉ cần giữ đồ nào của cái class bạn đang chơi hay là cái build mà các bạn đang chơi thôi. Của một cái build khác thì các bạn nên bỏ đi ha. Các bạn giữ rồi biết chừng nào các bạn mới chơi. Tại vì một những một nhân vật mà muốn reset lại cái đường khác á, nó cực khổ lắm. Bấm tùm lum la hết trơn á. Ah,
nó không có cái tính năng armory như là ở bên phải có armory như là ở bên Diablo 3 á, là cực kỳ đỡ luôn. Bên đó armory các bạn tha hồ đổi build, còn đây không đổi build được. First try. Cái nó. Nghe nói là đợt sắp tới người ta sẽ có thay đổi lớn về cái Vulnerable Damage. Vulnerable Damage nó sẽ chuyển sang Addictive chứ không phải là Multiplayer, Multi-Captain nữa. Nói tiếng Việt là thay vì hiện tại Vulnerable đang là nhân hệ số thì nó sẽ trở thành cộng hệ số. Và lúc đó những cái build mà tăng Critical sẽ được chú trọng nhiều hơn. Lúc đó là coi như những người nào mà đang build Vulnerable á là ngất ngay luôn. Phải đổi lại hết. Deadman Threat. Không phải Deadman Legacy. Đứng đây chờ. Hưởng Headmaster Min Movement Speed 45 All Force the Mind. Lurbis ôi maximum luôn kìa. Maximum luôn. Maximum aspect. Cất vô chơi thôi chứ đâu làm gì đâu. Minh hả? Minh hơi dục luôn đi. Tiếc nuối gì nữa. Come back if you need work. Consumable. Đi dọn đồ một cái. All right, traveler. Tarat Le. Bên này đang có mấy cái này mình lên trên level 100 nè, để coi thử coi có cái nào được không.
Em mở cái cửa đó. Nãy giờ có thấy mấy cái Deadman Thread cũng được nè. Ê, bậy. Ok luôn. Ê, có Pikachu xuất hiện. Rồi. Không ổn. Ở đây có Pikachu xuất hiện. Tới nữa rồi. Đắp Pika cho mấy cái là xỉu luôn á. Malignant hết. Cẩn thận Pikachu thôi. Màn này còn đỡ nha. Đừng chơi chơi kiểu này mà kéo kiểu này nè. Mà chọn chúng cái màn mà xét đánh á, có cái đơm á, là cái người đi trước á ôm cái cục kia chạy đằng trước, còn người ở phía sau á là ăn xét đã luôn á. Được rồi Pikachu ơi. Cái Pikachu tới kìa. Ui. Nói thiệt luôn á, sao không bán, không bám vô cái người ở đằng trước mà cứ bám vô người ở đằng sau hoài luôn á. Uda Cave, Nightmare Sicho, Cross. Chạy. Có chất độc kìa. Thở oxy liền. Biết dí luôn, thiệt. Thử thách lòng can đảm đi vô lượm đồ. Này dành cho companion. Nhưng mà trong phần chơi Diablo 4 này á, ở bên hãng người ta nói là người ta không thiết kế là cho Druid xài companion. Nghĩa là bạn thích mà chơi triệu hồi sở thú á, là ở đây không chơi. Ở đây không chơi trò đó.
Ở đây chúng tôi không thích sở thú. Thấy cái này tăng được chút tốc độ di chuyển. Đi ra nó cắn cho một cái rồi đi luôn. Đâu ra vậy, đứng ở đằng sau rồi đó nha. Pikachu tới. Cái này thực sự á, nó chỉ gây ức chế thôi chứ không có gì khó khăn hết trơn. Pikachu khác rồi kìa. Pikachu mà cũng đổi ca nữa. Chắc là con kia nó đi tích điện, còn con này nó sẵn rồi ra giật tiếp. Đúng đổi ca thiệt. Lên đây con khác, dưới con khác. Rap. Vũ ra chỗ khác mới làm được. Dí vô trỏng luôn đi. Ở sao đi về phía mình nè. Thiệt luôn á, Pikachu khôn ghê luôn. Ta bỏ nó xong lát hồi nữa nó đua tốc độ tới nhanh lắm á. Còn không là có con khác nó ra nó đón. Thấy không? Con khác nó ra nó đón rồi kìa. Đó, nó đi từ từ lại. Nổ tiếp, nổ tiếp. Nổ tiếp. Đang sạc điện cho nên chưa nổ được. Tiếp, 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 tiếp. Tiếp. Mấy cái này sẽ khỏe khi không có mấy cục này ha. Có đồ dưới chân. Cái hang này ở giữa là con boss.
Ôi con nhím nó bắn xém nữa, trúng rồi. Mình sử dụng cái Cyclone Armor để mình bắn mấy con quái và chạy vô, không cho nó chạy ra lại nữa. Winden. Chạy, chạy, chạy. I must wait a moment. Sao qua cái kỳ vậy? Cái kỳ thiệt luôn á. Ôi Pikachu. Vui quá, vui quá. Trúng cái nón rồi. Hay quá. Hay quá, Tempest Roar. Cái nón đây rồi. Ít nhất có cái nón chúng ta sẽ unlock ra được Tornado Werewolf nha. Có được một món. Trúng rồi. Hãy trúng cái đó trước. Có cái nón nó mới unlock ra được nhiều build khác. Còn cây Kron á, ta có thể thay thế bằng một cái vũ khí khác. Nãy nhìn thấy nghi rồi, thấy cái nón là cái nón unique. Có lên cái Vasili cái là thua luôn á, mà là Tempest Roar. Ok. Có thể đổi Honor Relic Trample hả? Bỏ luôn. Ngon lành, ngon lành. Tempest Roar. Cái nón này chắc đi tới level 100 luôn á. The Mystery Retribution Maximum. Đã liền. Nổ hũ. Rồi, một trong những món rất là quan trọng trong cái build sói Tempest Roar. Có nó thì mọi thứ mới bắt đầu. Còn không có nó thì không có cái gì bắt đầu được hết trơn hết á. Để đó đi. Cái đó là cái nón hiếm nhất của Druid, đúng rồi đó. Hiếm nhất luôn á. Nổ hũ. Cho cây Kron nữa là đi, chúng ta lên build được rồi đó. Cây Kron nữa là chúng ta sẽ lên build được nha. Tính nhất chúng ta sẽ lên được sói.
Level 6 làm ra cái nón hiếm nhất. Nón đó là nhiều người farm rất là lâu không có luôn á. Nhân phẩm tuần này đã hết rồi. Overshot. Emperor's Claw, cái nón đó đội lên cũng giống như cái mình đang đội thôi nè. À cái này luôn nè. Nó không có cái gì đó cosmetic hay là cái hình gì khác hết á. Đội lên là vậy á. Emperor's Claw. Mà chúng ta sau này biến sói rồi, chúng ta đâu có còn thấy cái nón rồi nữa đâu. Ghê vậy, mất máu luôn, ghê vậy. Chống mạnh dữ vậy. Rồi, lên này rất cái ron nữa luôn. Nổ hũ luôn, vui nhà vui cửa luôn. Cái gì có cái rít tinh xây à? Rít tinh xây thì không sao. Ok luôn. Rồi còn xíu nó lấy con mau luôn rồi. Chuẩn bị lột xác. Temper Straw chúng ta có thể chơi được nhiều thứ rồi đó nha. Vui rồi đó nha. Rồi làm ơn làm phước cho cây cron luôn đi. Thấy tội quá cho cây cron luôn càng tốt. Tôi không có chê đâu. Thiệt luôn á. Cái gì chứ cái đó là tôi không có chê miếng nào hết trơn hết á. Hồi xỉu luôn kìa. Rồi hồi sinh được không? Sao hồi sinh được? Thiệt luôn. Rồi chúng ta đi vô gom đồ một cái. Thấy nguy hiểm quá cho nên không có vô. Oh yeah.
Ồ, nó quăng mấy con nó ra âm sầm luôn. Ranger Savitri. Werewolf skill, function and storm skill nè. Là một trong những cái mà chúng ta sẽ cần trong những cái build werewolf. Rồi giờ sấm sét đánh úm sùm hết luôn. Chắc chúng ta nâng cái clip của werewolf được rồi đó. Đã đúng thời điểm để nâng rồi đó. Tornado Werewolf bắt buộc phải xài Temper Draw. Đi hốt đồ một cái trong thời gian chờ đợi. Oven Slipper, cái này không có con boss cuối thì phải. Nếu mà build Lightning là không cần phải có Kron ha. Không xài Kron luôn.
Cái này một tay cũng được nè. Không có cooldown reduction thì run lại. Rồi, quay vô. Chúng ta còn legendary á chồng. Hơi nhiều đồ xíu. My ancestral. Này phải quay về xong quay lại một cái nữa. Bây giờ bán đồ một cái. Không quay lại. Chứ các bạn được người khác gọi là carry á, là nói như vậy. Còn không được carry á thì farm. Cắm đầu mà farm liên tục luôn. Rồi bà mới nói bữa nay hên nhất vẫn là cái Tempest Roar. Quá nhân phẩm luôn, best nhân phẩm luôn. Shockwave. What? Maximum shockwave. Chấm phần trăm luôn. Maximum luôn. Rồi, tới rồi đó. Có vẻ như tới rồi đó nha. Lightning Damage, Critical Strike, Round Control, Resource Generation. Thank you luôn. Rồi tới giờ binh lên cao rồi kìa. Binh lên 258 rồi đó. Hiểu rồi đó, tới giờ rồi đó. Biết giờ gì rồi đó. Khoan khoan, binh lên ngàn mấy rồi, từ 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 từ. Binh lên ghê quá. Rồi, binh lên ngàn mấy rồi đó, biết tới giờ rồi đó. Đang hạ nhiệt bất chút. Hiểu luôn. Đi lên ghê vậy. Ôi delay 1 giây luôn. Ố dè luôn. Bên lên 1001 luôn. Hay quá. Ôi 1000 rồi. Hiểu không? Hiểu chuyện gì xả xảy ra rồi đó. Rồi và như vậy là trong ngày hôm nay thì mình được một người member của bé Long kéo giùm ha. Thì cũng kiếm được một món gọi là hiếm nhất của Druid. Đó là cái nón Tempest Roar. Thì có cái nón đó nó sẽ unlock ra rất là nhiều build mà chúng ta có thể chơi đối với Werewolf. Còn bây giờ thì cảm ơn bạn đó rất nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn khác trong những video clip khác. Bye bye.